Champa, a nation for more than 1700 years, once dominated the land of what is central Vietnam today. Champa, Parang Quoc Thi, Tharico, Nha Chu, Nha Tung Phun, Makran, Khi Ta Nước Gia, Tổ Thi, Cha Nam Cương, Ta Nước Gia, Việt Nam, Parani. Champa, a nation for over 17 centuries, displayed control over the South China Sea and reached out to the other side of the world. Champa, Parang Phúc Chú Century, Pakrang, Pathi, Tara, Trong, Japon, Omata, Urang, Halei, Thin, Pakat, Pakam. Champa, the people who built numerous mysterious brick towers like the Nisan Holy Land, which has been admired by the world and recognized by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Champa, Parang, Đã bắt đầu đi bầu xa bị mồm các lăn, ta lòng nắn xa mơ cư, thì ăn biết nắn bị mồm các lăn, bắt Holy Land Mỹ Sơn, hú phạp bình nì độc, nữ ra, gần mai ta văn, thông UNESCO, bà phô gia. Champa, a nation that created thousands of epics, historical poems, as well as many dances and folk songs. Champa, bà ra ngát trừng, ác khăn trừng tập úc, Các trường đi bầu thông ngươn, căn đen, Ariya, Akayet, và nội bản tiết, các thả tố, ra cầm âm nha, hợp hạng. And most importantly, Champa, the people who localized Islam into Bani religion and converted Hinduism into Cham, then finally reconciled the Bani and Cham into the faith, I think Awan, extremely unique. From bộ bản tiết, Champa, Parang, Sunni, Islam, Chuyển Bình Đi,
Salim Muslim chừng trăm lọt cọ cọ vì nì thông trăm chừng ác mà y bật thật ahen a quan nắn tha tật ôm tà trước ác mà tha thay thì ngọc cùng gia. Historically and traditionally, Champa ancestors always found a way to turn conflicts into national unity. Nowadays, the Champa descendants continue to promote this tradition of harmony, surpassing differences to work together, and this 2017 conference on Champa is a great manifestation of this unity. Champa kan tang lau, urang maha gom di ba patom, ha chan ram, ngak ngak ya chan, thung rang thung di goa, Arani tamdara jampa kok tui urang taha mengkan Tatung tatai tatya tunggok La tapa tum Makarai Merak ngak kak paran jampa Mata rai mata Hadah hadai. Amidst the sadness of the Champa people scattered all over the earth, relief came when the year 2007 marked the signing of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Vietnam, being a member of the State of the United Nations, signed the declaration. Unfortunately, to date, Vietnam has maintained that Cham people, the Montagnards, Nords, or the Khmer Krom in Vietnam, were not indigenous but minority groups. This meant that such groups were equivalent to collectives of foreigners who came to settle in Vietnam and were therefore not entitled to the rights and freedoms expressed by the United Nations Declaration. Mình trụt trồi ở đây. Thân hà rai ni, anh ức đam ba, trừng tổ, thất phớt. Cá lá cá lôn, thịt rộng như cầm thùng da. Mình chẳng thu thá xích. Bà toa chẳng mò, các anh ức đam ba, rây, thì thun quả đi bầu thật chú. United Nations, khu bị tan, tập giặc, a thật đáp bắt, bà rang indigenous. Các áp biết về toa tui, mình giặc chẳng mừng. Việt Nam, Kao Halan Rai Ka Parang Champa Thong Parang Khmer Krom Po Ho Atat Parang Indigenous Yau Chong Atru. After 17 centuries of existence as a powerful, independent, and sovereign state, the land of Champa was gradually annexed by Dai Viet and finally disappeared in 1832 under the rule of King Minh Mang. Today, the Champa Kingdom has been abolished from the world map, but the Champa population is still here, willing to accept their status as people without a nation, but unwilling to accept the death of their community, their people, and their identity. Tapa apuh ju century matiurai yokha bangsa endang thang kajap sam matau matum tabang lo tantum taripo talipan mitum plau luk dua Champa lihya ti rai tapa win ma tôm thì nắng trong lý hết ăn ngăn trừ thì ngọt nung chi bột ăn nước và rằng trăm ba hà lan chịu ngạc mừng nuôi lý hít gia mình ô mặt đà chịu ngạc mừng nuôi lý hít cổ. For that reason, the overseas Cham people in the United States are obliged to organize this conference in remembrance of the 185 years after the loss of Kingdom of Champa. The purpose is not to revive its independence, but to spread awareness of this historical event to the next generations, so that they may understand the historical significance of the year 1832, which brought the Cham people into a stateless community. This conference aims to address the rights of the indigenous peoples, the social cultural issues that arise within the Champa communities, to debate critical issues, and to formulate concrete solutions in order to preserve the culture and identity of the people of Champa. Cái do anh thì thun ni thun quảng bảo thuộc chú anh nước Champa mà ra các con đó ngắt chừng tha bay các tầng trung tha các túc tà lịch văn lúc thì mơ thun Champa thì hiện ra nắng có dầu ngắt biết đô anh nước thì già già chứ mình ngắt biết cả anh nước ta cho Champa tầng hớt tha bay Champa thì hiện ra ngắt các thuần thạc trăm ba khô ra bác cha lá cha lôn tiền đồng nước gần thủ gia mi vợ cái câu cắt à mi hoa thành cô bác các cúc cọ hà la cô. Everyone please stand for the national anthem.
ni patong mata patong lupang sang mai patok bang ki poch ponoy langgan Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars ខ្លោចចៅពុកសាក់ឡានកាន់ធំពូលីងីពូសាក់ជាហើយនេះហើយតាមតំណ្នោះហើយមកគេទុកមកគ្រឹងខំក្លងវិញទាំងហើយនេះទាំងក្រោយពីបតងកាប់ម៉ៃងាក់
chim pha rai tan krom ha ra tong ta pan rung le mu ton tam pa le ri ya nga ka tam pa ko na ba ta la tron krap ka li kau tan fon tong po kinun thăm tổ mi hoa tại xã ai nước ngôn gặp vị thầy ni hoặc cai mai băng thật là làng bà nốt đi đàn hạ thả cả quất khô trăm ba chạy quất khô trăm ba chạy ô chậm lại chắc to là hít nha là hít nha ngạ cà bà răng trăm khô ra ba telah turun di gerak dekat. Telah dan di kau, po dengan kau, di po. Po dengan po saja. Ya, jem. Mereka pun menutam. Ngak mang, po ginum, po ginta. Tak karaklah. Ya, yung jum beton. Nik kau, jauh kajian. Nang ka nơ ta cho chăm pa mực cùn và tông ngã chìm thang tay ngã chìm hai trà lạc biết ca và rang chăm pa mưu ta rây mưu ta đa ta tăng ni là đi câu và tệ nội đào vô ca vô ta chìm đông ta ra chăm pa ngã tần vô ta rây ta thang tung ta phân tung 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 Jampa Lehitya Kobin. Welcome to the Kobin Bar. Thank you. Please take a seat.